Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái cây linh sam. Cây này cây linh sam lá chung và mình chiết từ cây cây lớn các bạn, và xong mình uốn sơ sơ, xong rồi mình ghép cái đầu đọt là cây linh sam 86 vào. Sau khi mình ghép thì mình nuôi vào ống các bạn, mình cho vào nuôi ống. Một nuôi ống thì sau một thời gian thì rễ nó dài ra. Mình có chia sẻ cái cách mình nuôi ống nữa các bạn, kênh của mình. Và rễ nó dài ra và mình đã lựa được cục đá này và mình cho nó, mình ký vào hòn đá. Thì các bạn có thể thấy là sau khi mà mình ký vào hòn đá thì đây các bạn có thấy này, thì sau 3 năm thì mình chỉ nuôi có một cái, mình uốn chỉ một cong đây thôi các bạn, và mình ghép chỉ một cái đọt ngay chỗ này thôi, cái một cái đọt 86 ngay chỗ này thôi, và bây giờ nó đã ra một cái tàn như vậy. Thì các bạn có thể thấy cái rễ này, đây cái nhánh chết được các bạn, cái rễ nó kéo xuống và mình vắt vào đá, mình cho nó vắt vào đá này các bạn, vắt vào đá và nó đã ôm một cục đá và rễ nó đã xuống đây, nó chạy theo cái chậu các bạn, bên đây cũng vậy các bạn, đó nó chạy bọc theo, nó bọc theo và vắt vào vào đá thôi. Thì đằng sau đang có một cái rễ các bạn, đằng sau có cái rễ to nữa đây, đằng sau này đó, nó vắt ngược, nó vắt ngược từ bên này qua. Thì sau khi mà nuôi 3 năm thì cái rễ mới đầu mình đưa ra thì cái rễ mình sẽ cuốn vào bằng dây và sau đó mình đắp rễ bèo và mình đưa đất cao lên mình trồng. Sau thời gian nó bám đá thì mình tập dần dần đó các bạn. Khi rễ các bạn tập ra thì nó sẽ lớn. Đấy các bạn đây, kẹp vào đá này, đó, kẹp ăn vào đá luôn thì nó sẽ chắc. Còn các bạn mà cứ ủ vài thì trong rễ nó nhỏ thì nó rất là nó lớn, khi mình bỏ ra khỏi ngoài cái bầu thì cái rễ nó sẽ lớn và nó phát triển rất là nhanh các bạn. Thì các bạn có thể thấy rễ rất là to rồi, và cây thì nó ra rất là nhiều đợt bông. Hôm nay thì nó mình không có làm bông nhưng mà do trời mưa các bạn, thì nó mưa đầu mùa mưa thì cây nó có nước mưa thì nó mang theo rất là nhiều dinh dưỡng, thì là cây bắt đầu nó ra hoa. Thì nó ra hoa thì nó chỉ linh sam chỉ ra hoa được khoảng 3 ngày thôi các bạn, nó sẽ tàn. Nhưng mà đặc biệt thì nó rất là thơm, mà cái màu nó tím thì các bạn cũng biết rồi, màu tím nó rất là quyến rũ. Thì cây linh sam ôm đá thì thật sự ra mà nói các bạn, nếu các bạn để một cái cây như vậy mà nó nằm ở trong cái chậu á thì nó bình thường các bạn, nó có không, nó giá trị của nó rất là bình thường. Nhưng mà khi các bạn ký vào hòn đá thì cái cây nó tôn cái giá trị nó lên rất là nhiều lần các bạn. Nên mà các bạn mà có những cây mini á, các bạn chịu khó nuôi ống và các bạn lựa những cục đá đẹp các bạn ký vào, thì sau một thời gian ngắn vài ba năm ấy, các bạn sẽ có một tác phẩm cây ký đá rất đẹp. Thì nói chung là cái người chơi các bạn ai cũng thích cái cây mà bonsai mà nó ôm vào đá, ôm vào đá nhìn nó rất là nghệ thuật và nó già nua, nhìn nó cổ kính và nó chung là nhìn nó đã đó các bạn, không như cái cây các bạn để trên chậu. Đây mình có gắn một bức tượng và một các bạn thấy thảm rêu nó lên rất là đẹp các bạn, mưa xuống thì thảm rêu nó lên rất đẹp. Đây, các bạn thấy tàn cái này nó rất là tốt các bạn, tàn mình bấm thường xuyên đi chứ mình không để nhiều. Đây mình quay trên xuống các bạn xem bông rất đẹp luôn. Cái linh sam 86 thì rất là khỏe các bạn, đặc biệt nó rất khỏe và nó phát triển rất là nhanh. Các bạn cứ lấy cái zin được, cái 86 zin các bạn chiết cũng được, nhưng mà cái cây mấy cái cây mà này thì mình nó nhanh thân, nó nhanh lớn hơn 86 các bạn, nhanh hơn lớn hơn 86 thì các bạn sẽ nhanh có cái bộ rễ và nhanh có cái thân nó già. Các bạn chỉ ghép đầu cành và nuôi thì thời gian nhanh hơn. Bạn nuôi cây 86 zin thì thân nó hơi lâu lớn các bạn và nó sẽ phát triển chậm hơn, cái da nó lão hóa chậm hơn mấy cái cây này. Đó, mình quay sơ các bạn xem. Nói chung là làm được một tác phẩm mà bonsai ôm đá thì nó mất cũng khá nhiều công sức và thời gian các bạn, thì các bạn phải kiên trì. Nói chung là phải kiên trì thì nó có tác phẩm đẹp được. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.